Ok, miếng cái này là mình nuôi diện tích bao nhiêu anh Tan? Cái này đó hả? Không, cái miếng mình đang chuẩn bị đi dỡ tôm nè. Đi tháng thùng, đây tháng thùng nữa. À, cũng khoảng hecta anh. Rồi, mà ở đây chắc gần hecta đó. Ở đây là mình nuôi là được tổng thời gian bao nhiêu anh Tan ha? Nuôi xuống rồi đó hả? À. 3 tháng 5 ngày. 3 tháng 5 ngày. Bây giờ trọng lượng nếu mà nó xô ngang là khoảng nhiêu con ký anh? Xô ngang khoảng 12 13 con à. À. Nè bà con, đây là bữa nay là hay là thu tôm vào quá bình minh nuôi quảng canh mà người ta có lái là người ta mua oxy luôn nha bà con. Chú có vô liền cân liền không nè? Dạ chút xíu là có lái vô cân luôn anh. Đây là ao diện tích 1 hecta mình thả được rồi, là thả thùng tôm bình minh ha anh. Về là trọng lượng nếu mà xô ngang là nó khoảng 13 con, 12 13 con ký anh. 23 con chắc loại không? À, nếu mà em nghĩ là con này lựa chắc khoảng thằng 10 có anh. 10 có. Đó, 10 có. Hãy lên quay cái đèn qua cho em con tôm nha. Còn thấy không? Để đây cục gạch cứ liền đi. Cục gạch hả? Cục gạch là cứ hai tấc hả? Ừ. Vậy là nó để nếu mà tính từ chót đầu ra góc đuôi là nó hút cục gạch luôn. Cục gạch. Tôm này nó tôm về xe lớn mà đây màu nó vẫn đẹp ha anh. Ở đây là mình đặt mấy cái lú anh? Đặt có 7 cái à? 7 cái hả? Mày không mà qua kêu đi gấp quá, có 7 cái lú đặt luôn chứ không có mua thêm. À nếu mà tính tới giờ là mình bắt khoảng được nhiêu ký vậy anh ta? À, mới đặt đêm hôm à? Ừ. Được khoảng 30 ký. Cái này cũng 4 ký à, 3 ký à? Con này nó lớn này nha. Con này chừng 10 con ký nè anh ta. Quá trời con tôm. Nó có tập tính gì nó khác với con sú thường không anh đây ha? À, khoảng giai đoạn đầu thì nó như thế nào anh? À, cỡ 25 ngày đầu là nó rất là nhỏ luôn. 25 ngày đầu nó cỡ bự hơn cọng đi xét xíu à. Con nào bự nhất là cái đầu nó ăn à. Nhưng mà mình ít thấy không anh hay là mình thấy nhiều? Ít thấy luôn, nó không có đeo luôn. À nó chậm á ha. Nó chậm, nó không phải như sú thường mình nó đeo cỏ. Dạ. Chậm không ạ? À? Nhưng mà khoảng bao lâu là mình mới thấy nó gì anh Tan? Cỡ tháng lẻ, tháng 1 2 bữa là bắt đầu thấy lộ răng lại gai. Dạ. Vậy là nó cái tập tính nó cũng hơi khác với số thường anh đây ha. Tại vì cái này mình chia sẻ, tại vì mình nuôi rồi á thì mình hiểu nó, thì có thể mình chia sẻ cho bà con khác để khi người ta nuôi người ta cũng yên tâm. Ví dụ số người ta thả tôm này rồi á, người ta nói là trời ơi sao mà nuôi gì một tháng mấy không thấy tôm, bắt đầu bắt con tôm khác thả nó vô, sợ người ta sợ lỡ dở cái vụ của người ta. Hả? Thì đang bị này có nhỏ thấy không? Có tôm nhỏ ha, là cái tôm đó là mình nói vô ha anh ta. Sợ không đạt rồi thả của con em vô 20 ngàn oxy vậy đó. Trời ơi. Cái này một tháng mấy rồi đó mà có bị đất á. Ừ, tháng mấy rồi đó. Dạ không nổi luôn à.
Vì là miếng kia là mình chưa biết nó sao là mình có thu tỉa, còn cái miếng sau này là mình không thu tỉa luôn, là mình nuôi luôn ha. Thấy cũng thừa, thấy kỳ quá à, rút à. Thấy gì có tháng 20 ngày đặt luôn. À, nó về khoảng tháng 20 ngày nó khoảng nhiêu con anh ta? 40 con, 45 con trở lại. Tháng 20 ngày. Tháng 20 ngày mà bốn mấy con á hả? Có tháng 20 ngày. Thì tính ra cái tốc độ nó cũng tốt anh ta ha. Thì đó giờ nó xuống là có thấy xuống này là lớn thôi chứ lớn lẹ thôi chứ xuống kia không có lớn. Cái này là anh thả, anh thả là tôm da quá á anh. Ờ, da quá Bình Minh. Da quá Bình Minh ha. Dạ. Nãy giờ mình dỡ được mấy cái rồi ta? 5 cái. 5 cái ha, còn 2 cái nè. 2 cái. Mùa này mà kiếm tôm mà nuôi trong 3 tháng mà 10 con, mười mấy con lái muốn bắt cũng hơi khó à. Không, nếu tôm nhiều quá, mình này nếu mà nuôi 3 tháng mà vô dựng 20, 25 con cũng ngon. À. Con. Vòng vòng đây hổm gầy có ai mà đặt thả đâu không anh? Cũng có ít hả? Ít hả? Tại người ta chưa biết. Ừ. Với ngủ người ta thấy mắc mà người ta sợ. Người ta thả. Dạ. Nhiều người nói 148 thả tháng con oxy. Con oxy có đầu đủ ăn mà bán có 150, 170 gì đó. Dạ dạ. Thả tháng đó chắc ăn hơn. Dạ. Nhưng mà tới giờ cũng chưa chắc. Bởi vậy. Cái miếng này đầu mùa nó không chỉ 20 ngàn oxy ngoài nè. À. Tết giờ bắt có 60 bạc đó. À. Cặp bên luôn nè. À, chịu thả không chịu thả. Dạ. Không thấy tôm sợ nó ăn tôm quá nhỏ. Nhưng mà em nghĩ đặt này chắc chắc thấy cặp bên rồi chắc thấy cũng phải thả thôi. Cái ao này mình thả nó đạt đạt nhiều không anh? Cũng không biết đạt nhiều chứ mà ngon hơn ao bển. Ao bển hôm đạt 6.000 đó, 80 tháng thùng đạt được 6.000 đó. Ừ, vậy là khoảng 60%. Tại vì bắt hàng 4 mà bắt cũng 140 kg, bốn mấy con đó, 140 kg. Bên đây là còi có thuốc cá, bên kia là còi không có thuốc luôn đó. À, hại luôn đó. Dạ. Bên đây đạt, bên đây cứu hơn 5.000, chắc cứu luôn đó. Nếu mà con. Nếu mà 5.000 con mà sai khoảng 12-13 con ký. Trên 300 ký. Dạ, trên 300 ký. Mà với giá hiện tại là khoảng 320 hả? Ờ. Bên này chắc cứu là nó ưu tịnh đi gọi tôm điếm rồi thấy là chắc cứu. Ủa gì là nó 300 ký, 1 ký 320, gì là nó 100 ký là nó 30 mấy triệu rồi. Vì là khoảng ao này khoảng gần cả 100 triệu. À, một thùng tôm Bình Minh cái lượng chắc cứu khoảng từ 70 trở lên không dưới. À hay á, nhiều người á, người ta thả, một số người ta thả da quá thì người ta nói là thôi nó lớn nhanh quá là khoảng 30-40 con ký là thu được rồi. À, tại vì lớn quá rồi sợ nó hao. À, nhưng mà anh thấy cái con này nuôi lớn là nó có gũi go gì không anh? Không, nó lớn nó mạnh chứ lắm đi. Dạ dạ. Bởi vì nữa mình chia sẻ lại cho bà con người ta biết chứ em thấy gì mới 30-40 con là bà con thu hết rồi. À, mà cái số lượng đầu tấn với giá nó cũng không được nhiêu nữa. À, chứ con thấy không, thả một thùng tôm Bình Minh 10.000 con 3 tháng nuôi mà mình chỉ đạt khoảng 50% anh, 50% khoảng 300 ký, là giá hiện tại mình bán được oxy là được 320.000 ký, vì là ra còn khoảng 90 mấy, cả 100 triệu thùng tôm. Ê, hôm nay là lái lại thu tôm do quá Bình Minh nuôi 3 tháng 5 ngày về sai khoảng 12-13 con ký bán oxy nha bà con. Còn trong kia khoảng 30 ký hả? Trời ơi con nào cha tôi đi chung nghỉ rồi. Vô rồi. Dạ. Nhiêu con? Giờ cân này mới biết. Giờ cân mới biết con. Trời con nào nắng trời hết mê không? Mê luôn ha, ha cha anh. Mê. Đây, người ta nói tôm da quá không bắt được oxy, bữa nay là người ta bán oxy nha bà con. Ai nói này nó không được oxy. À, có một số người ta nói là tôm da quá không bán, không bán được oxy là nó không mạnh đấy. Cái anh kiếm một số con anh lên dở lên cái anh. Giống cái sáng túm được mà. Hôm nay mình cân thử rồi khoảng nhiêu con ký ha. Đổ nó vô coi chết rồi. Rút ra luôn đi. Con này còn nhỏ, hồi nãy em bắt mấy con bự lắm. À.
hai gỗ rồi. Rồi. Hơn 20 bài, hơn 20 xăng. Cô thấy con nhỏ kia không à? Nhỏ là sao? Nhỏ là hàng ba đó, hàng ba. Cái hàng ba đó này nè, được rồi, anh thả cái này rồi anh thấy, tại vì cái tập tính con này á khoảng 20 ngàn tháng không thấy nó. Bắt đầu rồi vào anh nấu thêm một mớ nữa đó, đó bởi vì nó ra con nó hơi nhỏ. Những tôm đẹp đâu ông nội ơi. Chú chuyện đỏ không nha. Con nhỏ mà đâu có thùng con đâu rồi ta. Dạ. Cái thùng đâu con bỏ cái nước đổ cái này lên này không? Thả này rồi. Đổ cái miếng nước đi. Quá trời hả anh. Bán quá. Con nhỏ thì bán luôn hả? Bán hết luôn. Đặt bán luôn để. Rồi vậy để qua đi, cái hàng này hàng 6, 7, 9, cho tính sao. Trời ơi con tôm nè. Trời ơi con tôm nè. Quá trời con tôm. Chỉ cũng thuốc cái đồng hồ rồi. Em luôn trời. Thôi, anh đưa lên cái tay anh đây anh ta. Nè đặt từ đâu rồi. Đó, thồn con tôm. Mình quay trong điện thoại á, mình thấy nó nhỏ lắm. Mà rồi. Ai mà thật sự mà cầm con tôm đi rồi thấy. Hết thồn con tôm. Để cân thử con nhiều. Nói nhiều người mình thả tôm bự gì nè. Ai có cân chữ bị vậy đó. Con bỏ lên đi, con bỏ lại lên rồi biết. Là nó khoảng 100 gram luôn đó. Gần 100 gram hả? Vậy là khoảng, nếu mình lựa luôn là khoảng 10 con ký. À, cái này nếu mà chạng chạng là 10 con, mà xô ngang là chắc cả 12 con là ta. 12 con ký ha. Ừ. Ông coi trên điện thoại ông thấy ta thả vô quá chúng quá. Con nó để cái bít cái giá cân này luôn rồi nè. Con nhỏ này em có chế nó cân ở trên dùng cho nó thả vô quá đó. Thả là xuống là bắt hàng mười mấy con vậy đó mà. Bắt nhỏ thôi. Bộ ngà 400-500 kg đó, chỉ gần 2 tuổi, 2 tuổi. Em nói cái râu, cái lập tiếng râu nó dài. Nó khác cái râu dài thôi, chứ không có dạ. Khác đâu. Cái râu dài quá dài. Dài hết hồn dạ, luôn. Dạ. Cái râu khoảng 3 tấc rưỡi 4 tấc. Nhìn có thấy con tôm là thấy thương liền à. Con bị kẹp, tôi cua kẹp, thấy ra con này. Cua kẹp à.